Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình vấn đáp Phật pháp. Và giờ đây Như tượng xin kính giới thiệu đến với quý vị vị thầy rất từ bi luôn luôn trợ duyên hàng Phật tử chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúc con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bùa Địa Phật Quốc TV Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con kinh đơn lệ thầy A Di Đà Phật Lời đầu tiên nhật tượng xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an à, Và cuộc sống của quý vị luôn luôn được an lạc à, Luôn gặp nhiều thiện duyên à, Gần gũi với giáo pháp Đức Phật học hỏi lời dạy của Đức Phật áp dụng trong đời sống của chúng ta để hiện tại đời sống chúng ta được an lạc và à, cái sự tu tập chúng ta mỗi ngày mọi tuyên chuyện để một khi chúng ta rời khỏi thế gian này thì chúng ta sẽ được sanh về cõi tây phương phật quốc a à, di đà phật à, đó cũng không ngoài những cái tiêu chí của chương trình này kính thưa quý vị tiêu chí của chương trình là luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại hy vọng qua những đề tài ngắn gọn thì đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày mỗi tiến triển hơn lòng tin chúng ta đối với Phật pháp càng vững mạnh hơn càng vững chắc hơn hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ chụp kinh tương ứng bộ với chủ đề là thủ chuyển thủ chuyển à, chủ đề thủ chuyển này nó mang ý nghĩa gì và đem lại lợi ích gì trong đời sống tâm linh chúng ta À, Nhật Tường rất hiếu kỳ, hy vọng quý vị cũng đồng cảm với Nhật Tường. Giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường, xin cảm ơn đại chúng. Mời các vị chúng ta đến với chủ đề hôm nay, đó là chủ đề thú chuyến. Thưa thưa quý vị, đây là một chủ đề thật hay, giáo nghĩa thì cũng không có gì mới đối với người con Phật của chúng ta. Nhưng mỗi khi Đức Thế Tôn trình bày với nhiều dạng thức khác nhau cho chúng ta một cảm thọ khác nhau. Và qua đó cũng có thể khai thị cho chúng ta thấy được yếu lý Phật Đà như thế nào. Ở đây thưa quý vị, thú chuyến, chữ thú đây là năm thú Uẩn Và chuyến ở đây á, là vận chuyến Pháp Luân cũng giống như bài um, kinh chuyến pháp luân thì ba uh, lần chuyến với 12 hành tướng chúng ta xem đó là kinh chuyến pháp luân cho nên chuyến đó có nghĩa là là chuyến pháp hay nói cách khác nội dung này là nội dung đức thế tôn khai thị về năm thủ ứng và giáo nghĩa này Đức Thế Tôn của chúng ta dạy các tỳ kheo ở tại Savatthi. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo như sau, mời các vị lắng nghe chúng tôi trùng tuyên. Này các tỳ kheo có năm thủ uẩn thế nào là năm? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Này các tỳ kheo, khi nào ta chưa như thật thánh tri năm thủ quận này theo bốn chuyến thì cho đến khi đó này các tỳ kheo đối với thế giới trừ thiên ma phạm thiên cùng với các quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người ta không xác chứng rằng ta chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác nhưng nay nhưng này các tỳ kheo, khi nào ta đã như thật thánh ti năm thú ứng này các tỳ kheo. Thánh ti năm thú ứng này theo bốn chuyến cho đến khi ấy đối với thế giới của chư thiên ma phạm các sa môn bà la môn chư thiên và loài người. Ta xác nhận rằng ta đã chứng được vô thượng chân đẳng chân giác. Chúng ta liền khởi thắc mắc rằng Đức Thế Tôn như thật thánh tri năm thủ ứng theo bốn chuyến nghĩa là gì như thật thánh tri như thật tức là không có điên đảo không có sai quấy không có uh, không có bị vô minh che lấp hay là thấu hiểu một cách không có chân sát cho nên nó như vậy là biết như vậy đây gọi là như thật màu xanh nối đèn màu xanh màu vàng nối đèn màu vàng đó là biết như thật như vậy thì thánh tri tức là thấu hiểu ngọn ngành, thấu hiểu tương tận chứ không phải là một sự thấu hiểu ở khía cạnh hình thức. Chữ thánh tri này là một điều chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Cho nên màu xanh biết nó là màu xanh, nhưng nguyên nhân nào tập khởi thành màu xanh? Và màu xanh đó nó chi phối như thế nào? Ở trong đời sống tâm thức của hữu tình, bản chất của nó là gì? và con đường nào để chúng ta vượt ra khỏi sự chi phối của nó đó mới gọi là như thật thánh tri chữ thánh là vượt thánh tri tức là tri thức là tri đi nhận là tri kiến tức là một cái trạng thái nhận biết siêu việt chứ không phải đơn thuần là thấy qua à, vóc dáng hình hài và ở đây chúng ta thấy rằng à, như thật à, thánh tri năm thủ ứng theo bốn chuyến chúng ta thắc mắc thường thường ba lần chuyến sau giờ đây lại bốn chuyến là sao chúng ta thấy thế tôn giải thích như thế này này các thì kheo như thế nào gọi là bốn chuyến ta đã thánh tri ta đã thánh tri sách ta đã thánh tri tập khởi của sách hay là ta đã thánh tri sách tập khởi ta đã thánh tri sách đoạn diệt và ta đã thánh tri con đường đưa đến sách đoạn diệt. Đây gọi là bốn chuyện. Bốn chuyện này nó dựa trên cấu trúc của năm thủ ứng. Riêng lĩnh vực sách, tức là thế giới vật chất này, chúng ta thấy Thế Tôn nói rằng ta đã biết rõ, ta đã thánh tri rõ và bản chất của sách. Và chúng ta chiêm nghiệm xem bản chất của sách này là gì. Ta đã tháng tri tập khởi của sách, tức là nguyên nhân từ đâu nó sinh ra. Ta đã tháng tri sách đoạn diệt, tức là sau khi đoạn diệt hết sách rồi đi vào niết bàn diệt độ nó như thế nào. Ta đã tháng tri con đường đưa đến đoạn diệt sách, tức là phương pháp nào, con đường nào, bằng cách nào để đoạn diệt sự chi phối tập khởi và sinh ra của sách. Tương tự như vậy đối với thọ tướng hành thức Thế Tôn cũng vậy như vậy Và giờ đây Ngài đặt một câu hỏi đầu tiên cho chúng ta Đó là này các tỳ kheo thế nào gọi là sách Phật nói rằng bốn đại chúng và sách do bốn đại chúng tạo thành đó gọi là sách bốn đại chúng tức là đất nước gió lửa và tất cả những gì sinh ra từ đất nước gió lửa nói chung đều gọi là sách thân chúng ta là thân cấu trúc bởi đất nước gió lửa cho nên gọi đó là thân tứ đại và sự tập khởi của nó như thế nào cũng như là những gì mà chúng ta đang sinh tồn hoàn cảnh sống đều là bốn đại chúng sở tạo Ngài nói rằng này các thị kheo đó được gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi nên sách tập khởi. Cái thức ăn cái thức ăn tập khởi sách tập khởi đó là đoàn thực xúc thực ý tư thực à, thiền diệt thực. À cái các cái loại mà mà thức ăn của gì của sắc chẳng hạn như là gì là đoàn thực phải không? Cái sức ăn của, của sắc là là tham, tham gì tham ở trong sách tham ở trong hữu sách do vậy mà chết đây sinh kia mang lấy hình hài sách tướng và do thức ăn đoạn diệt nên sách đoạn diệt như vậy thì thức ăn nào mà đoạn diệt tái sanh trong tương lai thì đó gọi là sự đoạn diệt đoạn diệt hay xin là, là thức ăn nào khiến cho chúng ta tái sinh trong tương lai chúng ta đoạn diệt cái thức ăn đó thì chúng ta diệt khối đời sống của sắc và con đường đưa đến đoạn diệt của sắc đó chính là bát thánh đạo tức là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định đây chính là cấu trúc riêng về sắc mà thế tôn nói rằng là gì là biến mạng biến tri về sắc à, qua qua bốn à, gọi là bốn chuyện bốn chuyến là thứ nhất là nguyên nhân Thì nó là hiện tượng thứ hai là là nguyên nhân sinh ra thứ ba là sau khi đoạn diệt và thứ tư là phương pháp đoạn diệt thì đây chính là là bốn chuyển riêng về phương diện của sách thì gọi là, là 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 là, là sách còn thọ tướng hành thức thành ra bài này có chủ đề là thú thú chiến là như vậy và lĩnh vực sách chúng ta tìm hiểu ngang đây giờ đây xin mời các vị chúng ta đi vào trong nội dung vấn đáp Phật pháp rồi chúng ta lần lượt đi tiếp những đoạn tiếp theo và thọ tướng hành thức. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân thầy đã tùy bi hướng dẫn cho chúng con uh, phần đầu về sắc qua chủ đề thủ chuyển và nay chúng con xin phép thầy cho chúng con thưa chuyện về đại chúng. A Di Đà Phật và dạ, kính thưa quý vị, uh, thầy mới vừa hướng dẫn chúng ta xong một phần đầu của uh, chủ đề là thủ chuyển. À, um, giờ đây là giờ sinh hoạt vấn đáp Phật pháp. À, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc trong chủ đề này hoặc là những câu hỏi trong à, cái phương diện tu tập, nhiệt tình kính mời quý vị à, gọi vào, chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay nha. À, khi quý vị gọi vào đọc câu hỏi thì à, mình cứ đặt câu hỏi trực tiếp liên tục, đừng có nghe qua mà anh à, thanh từ tivi à, như vậy thì không bị gián đoạn và mình người nghe nghe được câu hỏi của quý vị và sẽ thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị câu trả lời à, và một lần cái một cái nữa là khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì rất là gợi khởi lên cái tâm tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả tốt cho nên nhật tường kính mời quý vị cùng với nhật tường cùng và có thay nữa cùng nhau phiên hòa trong buổi vấn đáp và pháp ngày hôm nay nha cho nên quý vị đừng cứ ngần ngại mời quý vị gọi vào ừ, trong lúc chờ quý vị gọi vào đặt câu hỏi thì nhật tường xin được gieo duyên một vài câu hỏi à, hy vọng câu hỏi của nhật tường nó không đi quá xa à, mà nếu có xa thì quý vị cũng tha thứ cho nhật tường A Di Phật. A à, Di Đà Phật và kính bạch thầy về cái 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 chủ đề thủ chuyển này ở đây thì là qua cái sự hướng dẫn của thầy là thủ chuyển bốn chuyện ở đây thầy hồi nãy thầy nói là cái nguyên nhân hiện tượng đoạn dịp và phương pháp đoạn diệt nó có phải là như vậy em kính bạch thầy có đó, là những gì thầy hướng dẫn phải không thầy? Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị ở trong bốn chuyển ở đây á là chúng ta thấy là hiện tượng đầu tiên cũng giống như là khổ tập diệt đạo vậy đó thưa quý vị trong bốn chuyến y chang như là khổ tập diệt đạo vậy đó thì đầu tiên là nói đến hiện tượng nhận thức hiện tượng nhưng mà đây ở đây không có nhận thức hiện tượng khổ mà là nhận thức hiện tượng nêm uống do cho nên trong cấu trúc của bài này gọi là thú chuyến là vậy nhận thức hiện tượng nêm uống mà cái uống đầu tiên chúng ta đang bàn đó là sách uống cho nên cái chuyến đầu tiên Thế Tôn nói đó là sách. Rồi thứ hai, đó là cái nguyên nhân tập khởi của sách. Tức là nguyên nhân nào mà chúng ta tái sinh có thân này, nhận lấy hình hài này. Đấy chính là là nguyên nhân tập khởi của sách. Và thứ ba, là sau khi sách này đoạn diệt, hay là phương pháp nào đoạn diệt, đoạn diệt bằng cách nào và thứ tư đó là con đường nào dẫn tới sự đoạn diệt đó. Như vậy thì rõ ràng bốn yếu tố cũng giống như khổ tập diệt đạo vậy đó. Chúng ta dựa trên năm thu ứng mà phân tích vừa xác ứng là nội dung phần đầu mà chúng ta đang thảo luận hôm nay. Cách phân tích này cũng cho chúng ta những gợi ý ở trong công phu tu tập. Bởi vì chúng ta thấy rằng hữu sanh hữu tử hữu luân hồi vô sanh vô tử vô khứ lại có sanh có tử thì có bị lao có khổ đau có sinh ra có già có bệnh và có chết tại sao chúng ta cứ tiếp tục tái sanh để làm gì tại sao tiếp tục cứ tái sanh tái sanh để nhận lấy bao nhiêu khổ đau cho nên hãy cầu cái gọi là pháp tánh vô sanh để chúng ta an trú trong ngàn thú bất diệt. Tâm của chúng ta như tâm của mười phương chư Phật. Và chúng ta khởi cái tâm niệm đó thì bắt đầu chúng ta mới nghiên cứu tìm hiểu năm thú ứng qua bốn lần chuyển như thế nào. Đó chính là cái nội dung mà chúng ta mới nghe vừa qua. hay Di Đạo Phật. Đạo Phật chúng còn Phật. Kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy như vậy thì À, hàng Phật tử chúng con có thực hiện cái phương pháp này được không? Hay là đây là những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho những bậc đã chứng đắc một phần, một phần nào có cái căn cơ rồi kính bạch thầy? À, kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn dạy pháp không bao giờ hướng tới một đối tượng riêng biệt nào. Cho nên lời của Đức Thế Tôn nói là nói cho chúng hữu tình trong ba cõi dục sắc vô sắc. Và chúng ta đừng quên rằng Thế Tôn nói đây là giáo pháp giải thoát của Như Lai hỡi những loài có tai hãy lắng nghe mô tả tới mức là đừng nói hỡi loài người hãy lắng nghe hay là ai đó lắng nghe mà gọi là loài có tai tức là người nào có khả năng nghe được bất cứ loài nào ở trong dục sách và vô sách, có thể nghe được nghe cả chư thiên, thưa phi nhân, a tu la, thưa ngã quý, thưa la sát tất cả những loài có tai. thậm chí một loài mà không có tai chẳng hạn như ai hả như càng thác bà Ông không có thân mà thân ông thân trong suốt không có không có không, không có tay nhưng mà cái hay ở chỗ tại sao ông không có tay nhưng mà ông chơi nhạc là đỡ nhất trong ba cõi à, cho nên à, càng ở đây thành ra là à, ông cũng có thể nghi bằng mọi cách cái tính nghe nào khác bằng một cách nào khác cho nên hỏi những lời có tay hãy lấy nghe đó chính là tất cả mọi chúng ta đều có thể tiếp cận giáo pháp của như lai À, những điều này là những điều mà chúng ta thấy tất cả chúng ta ai cũng vậy thôi. Chúng ta không có gọi là là như thật thánh tri năm thu ứng theo bốn chuyến thì chúng ta vẫn tiếp tục mê lầm. Cho nên việc như thật thánh tri là chúng ta phải học. Tri đây tức là chúng ta hiểu nó như là tuệ đó. Mà chúng ta biết rằng tuệ nó hình thành trên cơ sở nào? Tuệ nó hình thành trên cơ sở là văn tuệ tư tuệ và tu tuệ nhờ nghe mà hiểu biết. Cho nên trường học là là văn huệ đó. Ví dụ chúng ta muốn làm bác sĩ, kỹ sư hay là chúng ta muốn đi lái xe cũng vậy cũng phải học. Thành ra là đó là văn huệ. Nhờ nghe đó mà chúng ta suy nghĩ gọi là tư huệ, nó ra hiểu biết và chúng ta ứng dụng có sự tra cảm nghiệm trong cuộc sống. Thì đây gọi là là tu huệ. Cho nên văn tư tu nó là nền tảng để sinh huệ. Và đó chính là thánh tri đến chỗ thấu hiểu tương tận vấn đề. Và một khi chúng ta thấu hiểu tương tận vấn đề thì chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên chúng tôi hồi chiều nay có thưa với đại chúng chúng ta bằng cách ức niệm tất cả dòng cảm thọ tư duy chẳng khác nào như lấy một phiến đá tảng đèn lên lên có đèn một ngàn năm thì có nó sẽ không mọc được một ngàn năm nhưng khi tán đá kia qua thời gian hủy hoại thì mặt đất ấy vẫn tiếp tục mọc cỏ lên. Cái nó đó, đó gọi là định tứ không đó. Cái định chết của ngoại đạo đó, cái định mà mà cứ ước niệm đó. Còn định của Như Lai là định huệ. Định huệ là gì? Là một như thật thánh tri. Cũng giống như là một cái cái vùng đất mà bị đào bới tận gốc tất cả mọi loại cỏ dạy thì không bao giờ có giải nào mọc lên mặc dù chẳng cần đèn lên phiến đá nào và trên mảnh đất đó kỳ diệu ở chỗ nó có thể là tiếp thọ tất cả những hạt giống lành nó có thể là nảy nở những thiện căn và giúp cho chúng ta đem đến an lạc công đức cho đời giả sử đây chúng ta chiêm nghiệm như vậy để thấy rằng là chúng ta cần phải học và học nó sẽ hiểu Chứ đừng cho rằng đây là một cái pháp môn hay cái gì nó trừu tượng nó quá sâu xa. Nó quá sâu xa trừu tượng chúng ta vẫn phải nỗ lực. Bây giờ nếu như không nỗ lực, không biến tri, không biến mãn, tức là chúng ta vẫn tiếp tục khổ. Và Đức Thế Tôn đã biến tri biến mãn cho nên Ngài tuyên bố giữa nhân gian à, chư thiên ma phạm sa môn bà la môn. Đó là Ngài là một đấng định chánh giác là bởi vì Ngài biến tri như vậy. Thì chúng ta học theo thôi, A Di Đà Phật con kính cảm ơn thầy. À, dưới Đà Phật kính bạch thầy. À, thầy thường dạy chúng con, cũng như thầy nói trước lần sống này là người tu tập phải thường xuyên quan sát, thường xuyên là quán coi như là um, quán cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình. Thì à, một cái điều mà mình mà tu tập, cái 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 điều quan trọng khi mình tu tập là giống như thầy con dựa theo lời thầy dạy là nên quán chiếu, thường xuyên quan sát cái tâm của mình, quan sát chi để điều phục cái tâm của mình. Như vậy thì làm cách nào để chúng con điều phục bắt đầu từ lúc nào như là hay là chúng con đi học hay là chúng con phải có những cái công phu bên cạnh đó con con đặt những câu hỏi với đức kính bạch thầy và kính thưa đại chúng mỗi thứ bảy hàng tuần buổi sáng tại bồ đề phật quốc có giờ thiền và hiện tại chúng ta đang tìm hiểu về thiền thập mục ngũ đồ 10 bức tranh chân trâu vào sáng hôm nay đại chúng thiền sinh đã nghe chúng tôi mô tả về thấy trâu và 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 điều phục trâu, được trâu và chân trâu. thì việc đầu tiên chúng ta phải nhận ra rằng cái tâm của chúng ta giống như con trâu mà nó cứ nằm ở dưới gọi là đầm lầy ruộng hoang, mình mấy nó đầy là bụi bạm và khi chúng ta đã nhận ra nó rồi Thì việc của chúng ta là phải điều phục Muốn điều phục thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cột nó lại Xó mũi nó, cột nó Lấy rồi mà đánh nó không cho nó hư hỏng nữa Nó phải dẫn dắt nó đi theo cái ý mình muốn Như vậy thì cũng như thế khi các vị thấy cái tâm của chúng ta nó buông lung làm chúng ta khổ nhiều kiếp trong luân hồi thì chúng ta phát tâm điều phục là muốn điều phục thì chúng ta phải tự tìm cách mà thôi tự mình phải tìm cách còn nếu như mình chưa thấu hiểu thì phải đi học mà thấu hiểu rồi thì tự mình điều phục hoặc là học giả là vừa học vừa điều phục và cứ liên tục diễn ra như vậy và có rất nhiều giải pháp để chúng ta điều phục tâm của mình bởi vì tâm mình được điều phục thì cái tâm đó là một tâm hạnh phúc. Thành ra chúng ta chiêm nghiệm cái ý nghĩa đó để chúng ta làm việc. Chúng tôi nhân hôm nay có một cái chuyện thực tế để chúng tôi muốn thưa với đại chúng. Buổi sáng ở tại Bộ Đạo Phật Quốc thường chúng tôi không có ăn gì. Rồi tham gia ngồi thiền với đại chúng và giảng cho đại chúng nghe một chút xíu về giáo nghĩa thiền học. Hôm nay có một cái duyên hết sức là đặc biệt ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Tức là ngày 9 tháng 12 2023. À chúng tôi tiếp nhận một à, gia tài của một cái gọi là của của một à, một người nhân văn hóa. Ông cụ đã qua đời. Con của ông đó là chú Hùng Hoàng chú đã tặng cho Đại học Sakya Buddha của chúng ta toàn bộ công trình của ông sưu tầm về cứu đính các triều đại nhà Nguyễn, các pho tượng gỗ và các vị đế vương của Việt Nam, rồi nào là các súng thần công, nào là các lưu đồng, nào là cái đính mà hành hình các cái gì mà, mà quan đại thần phạm pháp mà đê nếu như mà phạm pháp thì bị nấu vô ở trong cái cái lưu đồng chẳng hạn như vậy thưa được quý vị à, tất cả những cái điều như vậy là một cái nghệ thuật văn hóa à, rất là tuyệt vời nào là rồng nào là phụng nào là sông hí nào là những cái biểu tượng mà thưa các vị chúng tôi đã để ý điều này và chúng tôi à, mong cầu rằng mình có cơ duyên để thực hiện điều này ngày trước đây chúng tôi có cơ hội trải qua 4 năm tham dự một cái chương trình gọi là văn hóa học ở lớp cử nhân chúng tôi hiểu rõ nền văn hóa của Việt Nam nó đang bị mai một như thế nào và tại Mỹ Quốc này chúng ta cần phải bảo lưu ra sao và chúng tôi muốn giữ gìn một nền văn hóa dân tộc Việt Nam ở tại Mỹ quốc này cho nên cái cơ duyên nó đến trong lòng chúng tôi cực kỳ là hân hoang mừng rỡ do vậy mà sau giờ thiền chúng tôi đến đưa vận chuyển tất cả những cái đồ đạc của gia đình hiến tặng lại thưa các vị nói xin lỗi chứ 4 giờ chiều từ sáng không ăn gì tới 4 giờ chiều mà bụng không thay đổi nó vì sao như vậy cái đó gọi là 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 là, là hí lạc trong cái hí lạc Chúng tôi nhìn thấy cái cái giá trị của vấn đề. Đặc biệt là chính cái lưu đồng và chính cái cái cứu đính, cái cứu đính và những cái hoa văn trên cứu đính đó là những hoa văn thực tế. Ngày xưa ông cụ đã cho người giúp là lấy cái cái mẫu ở tại nguyên mẫu của của cứu đính đó để mà làm ra cái hiện vật làm lại tại đây. Hôm nay cứu đỉnh đã đi vào cái chế độ bảo lưu và không ai có được quyền lấy cái mẫu của nó nữa cho nên đó là một điều mà chúng ta thấy ở đây có sự may mắn thành ra khi chúng ta hiểu chúng ta am hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy những cái giá trị phi vật thể nằm ở trong những vật thể đó và tại sao mà ông cụ cả một đời người gian lao cực khổ dành dụm tìm cách tạo dựng lên ở trong cái khả năng tận lực của mình và tiếp tục tới những người con lại nỗ lực à, phụ giúp cha của mình và đi theo con đường này nhưng hôm nay thấy Bồ Đề Phật Quốc với chương trình Đại học Sakya Buddha um, có tầm vóc và có thể là duy trì làm gọi à, là quan hưng cái nền tảng này do vậy mà gia đình tự nguyện đem đến hiến tặng cho chúng tôi và tất nhiên trong một thời gian sắp tới à, chúng tôi sẽ bày bố và thiết lập trở lại theo cái sở kiến của mình để cho chúng ta thấy những giá trị siêu việt ở trong đó và qua đó để chúng ta thấy rằng khi chúng ta tham dự trong bất cứ nền tảng tu tập nào mà tâm chúng ta có sự hí lạc thì ở trong đó chúng ta làm việc không có mệt mỏi và ngược lại nếu như chúng ta không thấy được cái lạc ở trong đó cái giá trị trong đó thì dĩ nhiên chúng ta thấy có rất nhiều thứ nó nhọc nhằn như vậy thì tâm của chúng ta nó được biến mạng biến tri tới mức nào những vấn đề như vậy chúng ta sẽ thấu hiểu ra sao thì thưa các vị trong đời sống tu học chúng ta cũng thế khi chúng ta thấy giá trị tu tập là tự nhiên chúng ta tìm kiếm thôi và chúng ta sợ cái cuộc đời đau khổ là chúng ta tìm cách viễn ly còn nếu như mà chúng ta không có như vậy thì không có ai mà ép buộc chúng ta được đâu và con trâu ở trong tâm chúng ta nó cứ vùi mình ở trong đầm lầy và ruộng hoang thì không bao giờ nó trở thành sách xế và trở thành một con vật hữu dụng gì được. A Di Đà Phật. Phật chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật và kính bạch thầy. Ở mấy chủ đề kể trước thầy có trình giảng rằng trong cái đoạn đó có nguyên văn là gì chúng sanh hay là gì các tỳ kheo nào mà không thuần phục theo pháp của các bậc chân nhân, không tu theo pháp của các bậc chân nhân À, và không hành theo pháp các bậc chân nhân cho nên uh, mới không hiểu rõ được là sắc thọ tưởng hành thức là khổ và cũng vì đó mà mới là sanh ra tham luyến của sắc của thọ của tưởng của, của hành của thức. con muốn nói đây là cái tham luyến. kinh bà thầy thì tham luyến ở trong cái cuộc sống hiện tại hiện tại ở đây cái điều mà làm cho chúng con mường tượng và dễ hiểu nhất cái tham luyến nó có phải là mình dính mắc không thầy? Cái dính mắt là chữ dính mắt thì chúng ta gọi là chấp thú chứ chúng ta phải chấp thủ chứ còn cái um, cái chữ tham thì nó là tham thôi luyến tức là nhớ là ái chứ còn dính mắt nó gọi là chấp thủ là dính là chấp trước thì dĩ nhiên trên nền tảng của tham cho nên nó mới tạo ra sự dính mắt còn nếu như không có tham thì nó không có dính mắt nhưng mà vấn đề tu tập là chúng ta để ý điểm nào cho nên gần đây chúng tôi có hối đại chúng rằng nếu như các vị có một hạt giống một số hạt giống trên tay và các vị có mặt đất các vị gieo trồng lên nó nảy mầm được hay không thì các vị cũng dội dàng nói rằng dĩ nhiên là nảy mầm được nhưng thưa các vị đó là một mặt đất khô cằn chúng ta gieo hạt giống lên nó có nảy mầm được hay không cho nên chúng ta phải hiểu rằng hạt giống nảy mầm được tất phải có yếu tố của nước có hơi ấm, có độ đồ ấm, cái đồ, độ đồ ấm, nó nó mới nếm mầm được. Độ ấm đó chính là gì? Đó là hí tham. Cho nên chúng ta có sẵn hạt giống xấu xa, phạm phu, nhưng lòng chúng ta không có hí tham, thì hạt giống đó cũng không thể nào biến thành một cái tác dụng gây hại chúng ta được. Vì vậy cho nên cẩn thận trong tâm, nó tham vào trong cái niềm vui ấy. Tham trong một niềm vui đó, nguy hiểm. Chúng ta tham đối với Phật Pháp, phát triển đó không phải là tham, đó là tinh tấn, đó là hí lạc là ở trong Pháp. Và Pháp lạc, không phải là hí tham. Bởi vì hí tham nó có tính chất thỏa mãn, tự ngã. Cho nên nó tạo ra sự dính mắt. Mà chính sự dính mắt này, nó vạn vật, nó hủy hoại, nó không đứng yên. Cho nên tâm của chúng ta bị thức, tùy chiến, chi phối. Ngư trời có chỗ trú, có được sự đình trú trong đó do vậy mà chúng ta chịu sự khủng hoảng của sự đình trú thức khí tham này do vậy mà chúng ta khổ đau thành đây là những cái cấu trúc mà chúng ta nhìn ra thì chúng ta tìm cách giải thoát được a à, di đà phật, à, đà phật chúng còn kính mời thầy a à, di đà phật và dạ, kính thưa như vậy à, kính thưa quý vị thì như vậy thì nhật từ nói như vậy thì nhật từ muốn nói câu kế tiếp là như vậy thì làm sao chúng ta đoạn được hỷ tham làm sao chúng ta đoạn được tham luyến và pháp của các bậc chân nhân đó là gì Nhật tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nghe đoạn pháp kế tiếp của thầy A Di Đà Phật chúng con thỉnh thầy. Dạ, yeah, xin cảm ơn Nhật tường. Đoạn pháp kế tiếp chúng ta đi vào giáo nghĩa kinh văn chuyến thú chuyến uh, như thế này. Thế tôn nói này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thế nào gọi là thọ? Có xấu thọ, có xấu thọ thân, xấu thọ diễn ra trên thân, đó là thọ do nhãn xúc sinh tức là cái thọ đó do nhãn tức là do con mắt tiếp xúc với hình sắc ngoại cảnh mà sinh ra thọ do nhĩ xúc sinh tức là do lỗ tai nghe âm thanh mà sinh ra thọ do tí xúc sinh tức là từ lỗ mũi sinh ra thọ do thiệt xúc sinh tức là do thức ăn trên lưỡi sinh ra thọ do thân xúc sanh thọ do ý xúc mà sinh ra hay nói cách khác cái thọ nó sinh ra từ đâu từ xấu giác quan của chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh và lúc đó sinh thọ chúng ta chưa có phân biệt đó là thọ khổ hay là thọ lạc hay là thọ phi khổ phi lạc ví dụ như các vị đam mê phật pháp thấy cuộc đời huyễn hóa phù du tâm muốn hướng về Phật pháp tìm con được giác ngộ như Đức Thế Tôn thì những giờ vấn đáp Phật pháp này chúng ta trân quý vô cùng và tranh thủ học tập hàng tuần còn nếu như người không thích Phật pháp mà trong thấy gia đình mình mở Phật pháp ra nghe chúng ta đã không ưa cho đường nói chi là lãnh hội giáo pháp như lai vì vậy cho nên thọ chỉ là thọ mà cái tâm nó xúc nghịch hay là xúc thuận nó tùy theo nguyện ước tùy theo tùy theo tâm thức riêng của từng người vì vậy cho nên ở đây cái thọ nó sinh ra và chúng ta khi thấy rằng á, nó đã sinh như vậy thì nó có thọ mà giờ làm sao tìm hiểu xem là thọ do xúc tập khởi nên thọ tập khởi như vậy thì sáu giác quan nó tiếp xúc ngoại cảnh nó tập khởi lại đó là cái nguyên nhân mà tập khởi ra thọ rồi thọ do xúc đoạn diệt cho nên thọ đoạn diệt. À như vậy thì thọ do xúc đoạn diệt mà muốn xúc đoạn diệt á thì chúng ta phải tu hạnh viễn ly. À, viễn ly cái gì? Viễn ly đây chính là là ly dục ly ác bất thiện pháp. À, viễn ly tức là ly dục ly ác bất thiện pháp đó là tu viễn ly, thân viễn ly, tâm viễn ly. Mà nó viễn ly tức là thuận theo thánh giới của Như Lai để có xúc thì vẫn xúc ở trong môi trường của thánh giới. Do vậy mà chúng ta thọ được là là chánh thọ, chánh thọ đây là thọ viễn ly. À, vậy thì ở trong cái sự cái thọ viễn ly đó nó khiến cho cho xúc bị đoạn diệt. Mà xúc đoạn diệt thì cái gì? Cái thọ khổ đau nó sẽ đoạn diệt. Đây chính là là là, là con đường mà con đường đã đạt đến thọ đoạn diệt đó không ngoài bát thánh đạo cho nên tu tập ở trong bát thánh đạo thì con đường khổ từ năm thủ ứng đều bị tiêu diệt và thế tôn nói rằng này các tỳ kheo những sa môn và la môn nào thánh tri thọ như vậy thánh tri thọ tập khởi như vậy thánh tri đoạn diệt như vậy thánh tri con đường đưa đến cho đoạn diệt của thọ là như vậy họ sẽ hướng về thực hiện yếm ly một khi họ thực hiện yếm ly thì họ đạt đến chỗ ly tham yếm à, ly mà à, biết rõ rồi thì yếm ly mà yếm ly thì ly tham mà ly tham thì làm sao còn hí tham nữa cho nên là sớm nhạc tường nói rằng là muốn đoạn được muốn lìa được cái hí tham thì phải phải thấy rõ điều này để đạt đến chỗ là viễn ly mà ly tham ly tham thì diệt gọi là đoạn diệt thọ cho nên những thực hiện ấy họ khéo thực hiện tức là những điều như vậy phải thực hiện một cách khéo léo chứ không có dễ dàng chút nào và muốn thực hiện một cái khéo léo thì phải nỗ lực công phu chẳng hạn như tụng kinh bái sám hành thiền tất cả những điều như vậy để chúng ta đạt đến chỗ là thọ viễn ly những ai khéo thực hiện những vị ấy có chân đứng ở trong pháp và luật này à, đó gọi là có cái chỗ đứng ở trong gì ở trong pháp và luật của đức như lai và này các tỳ kheo, những vị sa môn bà la môn nào thánh tri thọ như vậy, thánh tri con đường đưa đến đoạn diệt thọ như vậy. Như vậy, thời không thể nêu rõ sự à, sự luân chiến của họ. Tức là gì? Tức là họ đã thánh tri, họ đã thấu hiểu như vậy rồi, thì không thể nào biết rằng là họ chết rồi đi vào đâu. Cũng giống như là cuối hết lửa tách không thể tìm ra được dấu vết. Một khi sự xuất hiện của họ, nó thật là đẹp ở thời gian như một bức tranh ở trong thiên nhiên nhãn quá trường không ánh trầm hàng thủy. nhãn vô di tích chỉ ý, thủy vô lưu ảnh chi tầm. Nó đẹp, nó tự nhiên như là một bức tranh hữu tình mà không bao giờ đỡ lại dấu vết. Đây chính là sự tuyệt diệu ở trong giáo pháp của Như Lai, A-di-đà Phật. a di Phật, chúng con kính cảm ơn Thầy. A-di-đà Phật. À, Phật, giờ kính thưa quý vị, đây là phần kế tiếp mà hồi nãy Nhật Từ muốn nói là làm sao để chúng ta à, bớt đi cái sự tham luyến, à, diệt đi cái sự mà hỷ tham hoặc là cái sự dính mắt. Thì Thầy mới vừa hướng dẫn đó là cái sự tu tập viễn ly, ly dục, ly ác, bất thiện pháp. À, và sau đây thì nếu mà quý vị có câu hỏi nào thì Nhật Từ mời quý vị gọi vào để cục nhà sinh hoạt nha. Thì Nhật Từ trong lúc chờ quý vị gọi vào thì Nhật Từ cũng xin phép tiếp tục đặt những câu hỏi. À, kính bạch Thầy, cái phương pháp, những cái điều yếu tố nào, những yếu tố quan trọng mà thực hiện hạnh viễn ly. Để con nói ra luôn, có phải là điều đầu tiên nhất là mình cần phải giữ giới không thầy? Nếu mà mình muốn thực hiện hạnh yểm ly, còn bên cạnh đó mình có cần dị minh sư kèm mình để mình dưỡng dẫn dắt mình tu tập hay không? À, dưới phòng, dạ, kính thưa đại chúng, phân vâng, đúng rồi. Tại vì à, cuộc sống chúng ta, chúng ta phải làm ăn, lo toan, đủ việc hết ở đời để tồn tại, nuôi dưỡng một cuộc sống không có đơn giản chút nào và có nhiều khi vì cái sự mưu sinh tồn tại mà nó nó như là một cái sức mạnh sô đẩy thúc giục chúng ta để chúng ta đi trong cuộc đời này và có nhiều điều chúng ta không có thời gian để chúng ta kiểm soát được hoặc chúng ta cũng không có đủ trí để mà chúng ta thấu hiểu hết mọi vấn đề. Vì thế Đức Thế Tôn bi mẫn thương xót đã chớ ra thánh giới của Như Lai. Với năm giới rất là rõ ràng. Và chúng ta cứ y theo năm giới để chúng ta thọ trì tu tập. Và chúng ta sống với đời sống năm giới. Xem năm giới như là phương châm trong cuộc sống của chúng ta. Làm gì làm trên phương diện của năm giới chúng ta chớ có vi phạm, chớ có vượt qua. Cứ đi tới cái nghe hạ như là chuẩn bị sát sanh thì chúng ta lưu lại. À, và thách của người ta chúng ta không có xâm phạm chẳng hại như vậy chúng ta đi trong cái phạm vi của nam giới như vậy thì tự nhiên cái năng lực viễn ly nó sẽ xuất hiện bởi vì giới của như lai là giới viễn ly à, và viễn ly ở mức cư sĩ là năm một ngày một đêm bác quan trai thì là thêm chỉ có một ngày đêm thôi rồi saji -di, sajini -di cũng là giới viễn ly cho đến là giới cận viên đó là giới tỳ kheo tỳ kheo ni tức là cận gì viễn ly một cách viên mãn cận viên đó à, đó lại là, là là giới viễn ly của đức như lai chúng ta cứ tuân thủ theo như vậy nhé chúng ta tu tập đôi khi nó khỏe hơn là chúng ta phải suy nghĩ nhiều thứ phải không thưa được quý vị yeah, a. dạ a di đà phật kính cảm ơn thầy kính bạch thầy nhưng mà bên cạnh đó vẫn phải nên học Phật pháp tại mình nói mà ơi tôi tu tập viễn ly tu viễn ly tu viễn ly nhưng mà mình không hiểu hoặc là có nhiều lúc mình bị bế tắc tại vì kiến thức của con người rất là giới hạn cho nên luôn luôn cần vị minh sư để hướng dẫn mình phải không thầy dạ kính thưa quý vị tất nhiên khi chúng ta muốn học thì phải có thầy mà với thầy thì phải hiểu mình phải hiểu hiếu mình mình biết tới đâu à, hiểu căn tánh và vị thầy hiểu đúng về giáo pháp chúng tôi nói thẳng có nhiều khi tu sĩ không khéo không hiểu đúng giáo pháp mà Đức Thế Tôn vô trách chẳng hạn như không hiểu đúng lời của Ngài mà nghĩ rằng đó là lời dạy của Như Lai thì đó là người ngu truyền ngu truyền là ngu truyền hạ phẩm rồi ở trong cái ngu truyền đó lại nghĩ rằng nó có công đức cho nên ráng mà cứ hành theo thì nó thành ngu truyền trung phẩm rồi còn xây xưa còn vui vẻ trong đó nữa ở cái cấp độ đó tâm nó dính sâu hơn thì ở đó chúng ta gọi là ngu truyền thượng phẩm. Mà người ta cứ nghĩ rằng người ta đang hành theo giáo pháp của Như Lai. Và người ta càng hành chừng nào thì họ càng đỏ và giáo pháp Như Lai càng hủy hoại. Cho nên rất là khó khăn nếu chúng ta không có nỗ lực học hội giáo pháp. Chúng tôi nhớ lại ngày xưa, học hết lớp 12, rất là khát khao, mong muốn được đi thi đại học bởi vì hồi đó Phật học ở tại Việt Nam trường trại rất là khó khăn tu viện tu viện Nguyên Thiều 4 năm mới được mở một lần một lần thì một khóa học tới 4 năm Đại học Phật giáo chỉ là mang tính tượng trưng một cái viện thôi mà chỉ mang tính là bằng cấp của nội bộ thậm chí cũng không có được học những cái bộ môn cần thiết nữa học mang tính là 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 là, là đây là gọi là, là gì ha là mình luôn là diễn sướng diễn sướng tự do tôn giáo biểu diễn đúng rồi, biểu diễn cái tính tự do tôn giáo thôi. À, bởi vì những cái nhà những cái vị đạo sư các bậc thầy dối vừa giáo trình vừa giáo pháp đưa ra nhà nước họ không có cho học họ không cho làm theo bởi vì đào tạo cách đó sẽ trở thành những cái vị thầy dối gian những cái vị luật dối gian những vị luận dối gian thì làm sao mà trở thành tay sai bụi nhìn cho họ được? Cho nên là chúng ta thấy do vậy mà mà cái nền giáo dục của nó thật là thảm hại. Và chúng tôi không biết làm sao, không biết làm sao để đường, kiếm đường đi học. Thành ra dùng hết tất cả cái quỹ thời gian đó học thuộc gần 3.500 bài kinh của hòa của, của, của thượng Minh Châu dịch về kinh tạng Bali, gọi là kinh tạng nguyên thủy thật là may mắn tuổi trẻ thì học nó, nó nó rất là nhanh nhớ mà cũng biết làm gì cho nên học nhớ nhớ cho vui vậy thôi chứ cũng chẳng biết làm gì. Để rồi thời gian tự nhiên những lời dạy đó nó trở thành là kim chỉ nam là mực thước sôi sáng tư duy và chiêm nghiệm suy nghĩ của chúng ta. Rồi lại phát triển thêm nhiều khía cạnh khác như là hệ thống kinh tạng Nikaya, bộ A Hàm, rồi các bộ kinh đại thừa, các bộ kinh và tình độ tình độ tông và các, các trường phái của mật cũng như là toàn bộ hệ thống thiền và cuối cùng chúng tôi hoàn thiện được hai cái bộ luận gọi là tạm được đó, đó là căn bản nền tảng và không thể thiếu đó là vi diệu pháp và a -tì ma câu sát một bộ luận của nam truyền và một tạng luận của Bách truyền như vậy thì giáo nghĩa của Như Lai tự nhiên nó hình thành đầy đủ. Và lúc bây giờ mình mới thấy à thì ra mình có quá nhiều sai lầm. Có quá nhiều lệch lạc. Bởi vì mình không được kiến thức chỉ dẫn. Và môi trường không cho chúng ta thành tựu được cái kiến giải cho tốt lành. Vì vậy cho nên thưa quý vị, chúng ta muốn học Phật là chúng ta phải đi tìm cầu minh sư. Chúng ta phải tìm cái vị thầy dạy cho được mình. Chứ còn nếu như chúng ta không có chịu tìm thầy học đạo thì làm sao chúng ta biết. Ví dụ như bây giờ các vị ước mơ mình lớn lên cầm con dao mố bụng cho người ta. Bây giờ người ta đâu gì trong đó mình giúp cho họ. Nhưng mà mình cứ ngồi im ở nhà mình không cần tới một cái trường y khoa để mình học. Thì làm sao mà mình có kỹ năng đó ai dám đưa bụng cho mình mổ phải không? Nếu như mình mổ thì họ chết chết thôi. À, cho nên là chúng ta hiểu là nó đơn giản là như vậy và cái việc mổ bụng là mố trên cái thân tứ đại nó có gì khó khăn mà mố sẽ trong tâm thức thì nó mới phức tạp siêu hình khủng khiếp chứ còn cái 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 vật mà nó hiện ra mấy cái thợ thấy được thì đâu có gì gọi là là phức tạp mà đối với chúng ta cũng cả là vấn đề phức tạp đừng nói như là tâm thức cho nên nhất định chúng ta phải quy y tâm bảo phải thân cận thiện sĩ phải cầu sư học đạo là như vậy dạ cảm ơn các vị chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật kế tiếp là cái câu hỏi mà con nghĩ là chắc à, thường thường một một số thì con có một câu hỏi đến thực tế à, Hồi nãy thầy nói đó hàng Phật tử chúng con ai cũng phải đi làm hết thì sẵn nói đây là chủ đề viễn ly khi mình viễn ly thì là để về tâm thôi chứ không phải về tướng vì tại vì mình vẫn cũng phải đi làm nuôi gia đình kính bạch thầy khi mình trong xe làm mình gặp phải trường hợp như là bị ai bắt nạt hoặc là mình nghe ai đó nói xấu mình cái viễn ly nó có giúp cho mình ổn định cái tâm của mình lúc đó không kính bạch thầy à, kính thưa đại chúng chúng ta không nên hiếu chữ viễn ly tức là rời bỏ xa lìa à? cho nên thân viễn ly tâm viễn ly á thân viễn ly là ly dục ly ác bất thiện pháp à, đó là tham dục sân nhớ hôn trầm thị miên trạo cứ ác tác đó là đó là là, là năm dục đó là năm năm truyền cái đó chúng ta viễn ly Chúng ta viễn ly tức là chúng ta không đỡ nó chi phối trong suy nghĩ của mình Không đỡ cho nó chi phối trong cái lời nói và việc làm Đó là chúng ta nỗ lực viễn ly Chứ đừng cho rằng viễn ly tức là chúng ta buông bỏ cái cuộc sống lên trên rừng ở Hay là chui vào trong chùa, đóng cấp ở một mình Chúng ta nhiều là viễn ly và không có đúng nghĩa Không đúng nghĩa Thân viễn ly và tâm viễn ly Còn chúng ta ở đời, chúng ta có gia đình, có hạnh phúc chúng ta có sự là đồng thuận với nhau ở trong cái tình thương thì chúng ta sống ở trong cái tâm trong chánh, chúng ta không có lan chả, không có không không có vụng dại, thì cái đó là thân viễn ly. Còn nếu như mà chúng ta bị cái dục nó lôi kéo hoặc là tham dục nó, cái tà dục nó, dục tà hành nó lôi kéo, thì đó làm sao gọi là viễn ly. Cho nên cái chữ viễn ly chúng ta hiểu như vậy mới đúng. Và một khi tâm chúng ta sống ở trong cái niệm viễn ly như vậy, thì chúng ta dần dần có hạnh phúc nó sẽ xuất hiện ở trong đó đó là điều đương nhiên ai như đạo phật phật chúng con kính cảm ơn thầy à, kính bạch thầy con thỉnh y thầy à, con có một câu hỏi mà trong đầu chàng có gửi cho con à, giờ đây con con thỉnh y thầy làm thầy có nên tiếp tục xong cái đoạn kinh này hoặc là thầy cho con à, đặt câu hỏi, hỏi hay... dạ dạ như đạo phật đây là câu hỏi con xin phép thầy cho con đụng vào cái điện thoại nha rồi A di đạo phật đây là một phật tử có gửi cho con và nói là À, A Di Đà Phật và kính Bạch thầy. À, trong trường hợp nhà có cha mới chết, trong đạo tràng có người cũng mới chết luôn, vậy có đi, vậy có nên đi hộ niệm cho người ta được không? Lý do là một người Phật tử kỳ cựu trong đạo tràng nói nhà có tang không được đi hộ niệm cho người khác. Xin thầy chỉ dạy cho A Di Đà Phật. Thưa các vị, các vị đừng có lấy thầy lấy lấy, lấy thịt để người chứ, đừng có, đừng có, đừng có lấy thầy để mà nói người khác nhưng mà chúng ta khi thấy cái gì nó hoài nghi thắc mắc á, thì chúng ta nên gội chúng ta hối chẳng hạn như cô chú nói rằng là tôi có cha mới mất cho nên không có đi hộ niệm cho người khác là tại sao tại sao không được đi lý do nào đi nó có lợi gì nó có hại gì giải thích cho ra được thì chúng ta sẽ thấu hiểu chỉ vậy thôi và khi chúng ta đã thấu hiểu thì chúng ta thấy nhẹ nhàng chứ còn thưa các vị ở đây trong cuộc sống tâm của chúng ta à, nó rất nhiều thứ hồ nghi rất nhiều thứ thắc mắc mà các vị có một cái có một cái thối rất là là là, là kém đó là chúng ta không đặt câu hỏi tại sao mà chúng ta cứ nhìn thấy cái người nào đó mà đi chùa lâu năm kỳ cựu hoặc là ông thầy cáo tắc mặc áo sa môn hoặc là một vị sư cô một vị ni trưởng đi sư nói là chúng ta nghĩ này họ nói đúng và nhất là cái người nào mà già già nữa <laughs> tu ở chùa lâu lâu già già nữa chứ mình nghĩ chắc họ tu lâu rồi cho nên họ sẽ biết hơn mình tại vì mình mới quá mình chưa hiểu rõ à, cho nên chúng ta cứ đem những cái cái uẩn đó mà chúng ta ngang trước mặt của mình rồi thì không bao giờ mình thấy được cái gì nữa hết chúng ta bằng trí chứ bằng trí trí tuệ nó không phân biệt được người già hay trẻ trí tuệ là trí tuệ thế thì nó vẫn hiểu hậu sinh khả ý nhiều khi không hiểu thì tới già tới chết cũng không hiểu thành ra chúng ta đừng bận tâm điều này trở lại câu hỏi chúng tôi muốn giải thích tường tận cho các vị thấy rằng hộ niệm hộ tức là hỗ trợ phải không niệm tức là là niệm niệm tương tục không gián đoạn cho nên á, hộ niệm tức là giúp cho người ta có những cái niệm lành trong cận tướng nghiệp lâm chung hạt giả là khi thân hoại mạng chung tâm thức nếu như chưa có tái sanh còn nằm trong giai đoạn luận đối chờ duyên thì lúc bây giờ sự hộ niệm như là một trạng thái hồi hướng năng lượng công đức cho người đã khuất bất cứ ai trong chúng ta làm trong bất cứ phương diện nào trong hoàn cảnh nào và vị trí ra sao đều đem đến lợi lạc to lớn cho người chết đó. Và nếu như một người con có cha mẹ qua đời mà chúng ta còn hộ niệm cho 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 người mất khác, cho cha mẹ người khác và chúng ta cũng có thể đem công đức đó mà hồi hướng cho cha mẹ của mình thì lợi lạc cả hai cũng giống như ánh sáng thắp lên cho người ta và cũng có thể lấy ánh sáng đó thắp cho đèn của nhà mình Hai ngọn đèn đều sáng Nó không có sự tốn giảm Ngọn đèn này hay là ngọn đèn kia Không nghĩa là chúng ta hồi niệm Phật Hồi niệm cho người chết kia Mà chúng ta đem hồi hướng cho cha của mình Thì họ sẽ mất phần công đức Chúng ta hiểu như vậy lại sai Ngọn đèn người ta vẫn sáng Thép lên vẫn sáng Và ánh sáng nó nếu như châm tiếp cho ngọn đèn của chúng ta Thì ngọn đèn chúng ta lại sáng lên nữa Và ánh sáng nó không bị xâm tốn Ánh sáng nó không có bị mất đi gì cả cho nên chúng ta hiểu như vậy, thành ra công việc của chúng ta luôn luôn đem đến lợi lạc là như thế. Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn làm theo, đừng nghe ai ngăn cản như vậy là không hợp lý đâu. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn, kính cảm ơn thầy và rất cảm ơn một vị khán giả đã nhờ thường hỏi câu hỏi đó. Giờ đây chúng con thỉnh thầy tiếp tục theo cái chủ đề thủ chuyển này, cái phần cuối rất là hay kính bạch thầy. Kính mời quý vị lắng nghe, A Di Đà Phật. Dạ, yeah. Kính thưa đại chúng, thực ra nó còn hai phần nữa mà chúng tôi muốn gộp lại nói luôn. Đó là phần nối về, và tướng, và hành và về thức. Xin nói ba phần. Nội dung của nó cũng như vậy. À, về tướng thì nó tướng trên cơ sở nào? Tướng là phải có màu sắc. Cho nên trên sách chúng ta gọi là sắc tướng. Và tướng trên, trên thanh, tức là trên âm thanh, trên hương, trên vị, trên xúc. À, thì đây trên trên pháp tức là tổng hợp rơi vào trong ý gọi là pháp tướng thành ra tướng uẩn nó hình thành trên là là thanh hương vị xúc pháp rồi đến hành uẩn thì sao hành uẩn thì nó có là sắc tư thanh tư hương tư vị tư xúc tư và pháp tư tức là những dòng suy nghĩ chúng ta về sắc thanh hương vị xúc pháp và cuối cùng đó là, là thức uẩn à, thức thì trong thức này là gì là nhãn thức nhĩ thức tí thức thiệt thức thân thức và ý thức đây gọi là là thức như vậy thì thưa các vị là tướng uẩn hành uẩn thức uẩn thức cái đó nó nó sinh ra từ đâu nó tập khởi từ đâu và nó đoạn diệt bằng cách nào và con đường nào để đoạn diệt nó phương pháp là đoạn diệt nó thì khi chúng ta liễu ngộ và thấu hiểu tất cả những điều như vậy, tức là chúng ta đã thấu hiểu được bốn chuyến ở trong một gì? Ở trong một uấn. À, từng uống từng uấn nó đều có những cái 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 cái, cái, cái um, gọi là cái sắc thái riêng biệt mà khi chúng ta đã chiêm nghiệm ra được thì chúng ta giải thoát khỏi chi phước của nó đạt đến chỗ ngũ uẩn gia không độ nhất thiết khổ ách. A Di Đà Phật mời các vị trở lại nội dung vấn đáp Phật pháp. A à Di Đà Phật giờ dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. A à Di Đà Phật và dạ, kính bạch thầy cũng nghĩ là à, trong cái phần này mà Phật tử nghe mà quen thuộc nhất là ở từ hồi nãy thầy muốn nói là là à, bát thánh đạo đó kính bạch thầy bát chánh đạo đó thì à, ở đây Đức Phật cũng dạy qua là giờ giờ do con đường bát thánh đạo đưa đến cái sự tưởng đoàn diệt à, tức chánh chi kiến chánh tư duy chánh định à, thời không thể nêu gõ sự luân chuyển của họ kính bạch thầy, thì cái bát chánh đạo trong cái phương pháp thực hành hàng ngày của mình là mình ngoài vấn đề là mình quán ở đây, phải nên có sự chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định đó. Cái đó là làm sao mình luôn luôn mình giữ được cái sự chánh đó kính bạch thầy? Mình có phải là nhờ cái sự hộ trì của các pháp như là tụng kinh trì chú hay là sao để mình luôn luôn có cái sự chánh đó kính bạch thầy? Vâng đúng rồi, à, mình tụng kinh minh Phật chi lý cho nên nó cũng đạt đến chỗ chánh kiến nếu chúng ta đọc những bộ kinh đại thừa đó chúng ta đọc nó mới sinh mới sinh trí kiến rất là mạnh rồi chúng ta chúng ta gọi là chân kiến chúng ta học giáo pháp chúng ta trì chú tâm chúng ta cũng đến chỗ chân kiến và chúng ta có một cái khái niệm nữa đó là hành tà kiến thì đoạn thiền canh hành tà kiến tức là hiểu biết sai và hành động theo cái hiểu biết sai đó. Người ấy đang đoạn mất thiện căn. Vì vậy cho nên muốn giữ thiện căn là phải hành chánh kiến, mà muốn hành chánh kiến là phải học ở trong giới. Trong giới là gọn gàng nhất. Rồi các phương pháp định để chúng ta chế ngự cảm xúc. Nhưng cảm xúc uh, tham sân si nó hay thúc giục xô đẩy lôi kéo chúng ta. Trói chúng ta dẫn đi mà chúng ta chúng ta học chúng ta nhận ra nó thì chúng ta chế ngự được nó đây gọi là 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 ở trong ở trong giáo pháp mà trong giới ở trong đình á ở trong tuệ tức là chúng ta thấu hiểu nó cũng giống như chúng ta thấu hiểu đưa tay vào ô điện điện nó giật mình sẽ chết đi và chúng ta hiểu cái nguy hiểm như vậy rồi thì tất nhiên người ta có cố lôi mình tới đưa tay mà vào ở trong điện mình cũng cũng cố rụt lại chứ không dám đụng thì đây gọi là tuệ đó hiểu rõ cái nguy hại của nó và tâm chúng ta sẽ bị khổ như thế nào thì tự nhiên chúng ta sẽ sẽ tìm cách để điều phục nó thành ra giới định tuệ nó dựa trên nền tảng của các cái pháp môn công phu và công phu là cái đời sống hàng ngày giống như ăn ăn cơm uống nước nhưng mà để thấu hiểu được thì cơ thể chúng ta phải tiêu hóa thì cái sự tiêu hóa đúng nghĩa này chính là chân kiến trên cơ sở chân kiến đó nó mới có chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp và chúng ta một lần nữa thấy tuyệt vời ở chỗ là trong giáo pháp của Như Lai tuy tám dạng bốn ngàn pháp môn cuộc đời khổ ái trầm luân không thể nào mô tả cho hết được nhưng con đường độc đạo giải giải thoát tất cả chỉ có bác thánh đạo mà thôi và chúng ta cứ nhìn xem là không có ai có thể đưa ra một giải pháp mà có tám chữ thôi mà giải quyết tuyệt để mọi vấn đề chỉ có trí tuệ của đấng nhất thiết trí mới có thể làm nổi việc này. Và chúng ta cố gắng chiêm nghiệm cho đúng lời dạy của Ngài để chúng ta thọ trì. Đó chính là những nội dung rất cần yếu trong Pháp thoại hôm nay, trong vấn đáp Phật Pháp hôm nay. Và có lẽ rằng thời gian không cho phép chúng ta ngồi chia sẻ nhiều hơn nữa. Mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung kết thúc A-di-đà Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính cảm ơn Thầy đã từ bi bỏ ra thời gian để mà hướng dẫn cho chúng con cũng như là khán thính giả đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trực tiếp qua chủ đề thụ chuyển ngày hôm nay A Di Đà Phật A Di Đà Phật rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua kính chúc quý vị được vô lượng an lạc vô đề tâm kiên cố và kính hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới lúc 8 giờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật xin kính cảm ơn quý vị chúng con kính cảm ơn thầy